Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, 15 tháng 2 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ châu Âu. Khối Liên hiệp châu Âu đe dọa sẽ trừng phạt hàng chục công ty nước ngoài khoảng 20 công ty, trong đó có 3 công ty từ Trung Cộng và một công ty của Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thương mại đến từ khối hiệp châu Âu. Nhật báo Financial Times đưa tin, các công ty từ Hồng Kông, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Serbia và Kazakhstan cũng sẽ nằm trong danh sách bị trừng phạt mới của khối hiệp châu Âu khoản trừng phạt thứ 13 của Khối hiệp châu Âu nhắm vào nước Nga sau khi Nga đem quân xâm lược Ukraine và sự trừng phạt đối với Nga được công bố vào cuối tháng 2 tới đây. Nếu đề nghị nói trên được tất cả các quốc gia thành viên chấp thuận, thì đây sẽ là lần đầu tiên Khối hiệp châu Âu đưa các công ty ở Trung Cộng cũng như Ấn Độ là những quốc gia giao thương lớn của Khối châu Âu vào danh sách bị trừng phạt. Cũng theo Financial Times, thì các công ty này đang bị nhắm mục tiêu vì bị cáo buộc là đã giúp cho nước Nga né tránh các biện pháp trừng phạt do khối hiệp châu Âu đề ra, đặc biệt là với việc cung cấp các phương tiện cũng như là các bộ phận điện tử có thể được tái sử dụng để sử dụng cho máy bay không người lái và các hệ thống vũ khí khác. Tờ Financial Times cũng cho biết thêm, các công ty của châu Âu sẽ bị cấm kinh doanh với các công ty nước ngoài nằm trong danh sách đen vừa kể trên. Các biện pháp áp đặt với các công ty của Ấn Độ sẽ đặc biệt nhạy cảm vì Ấn Độ là đồng minh của Hoa Kỳ và đang đàm phán thỏa thuận thương mại với khối Liên hiệp châu Âu. Tin về Tổng thống Putin muốn ông Biden thắng cử. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, một nhà báo Nga hỏi Tổng thống Vladimir Putin muốn thấy ai thắng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Ông đã trả lời là muốn người đồng cấp Hoa Kỳ Biden thắng do ứng viên này giàu kinh nghiệm và dễ đoán và là chính trị gia thuộc trường phái truyền thống hơn là ông Trump. Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng bác bỏ hoài nghi về vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 82 chỉ vài tuần sau cuộc bầu cử tháng 11. Trong một cuộc phỏng vấn, thì Tổng thống Nga còn nhắc đến chuyện Tổng thống Hoa Kỳ bị va đầu khi bước ra khỏi trực thăng vào tháng 6 năm ngoái. Theo Tổng thống Nga, ông Trump được coi là chính trị gia phi truyền thống và có quan điểm riêng về vấn đề Hoa Kỳ nên phát triển quan hệ với các đồng minh như thế nào. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, thì ông Putin lại phản đối quyết liệt chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời ông Biden và cho rằng quan điểm của chính quyền hiện tại ở Hoa Kỳ cực kỳ tai hại và sai trái. Chính quyền Biden đi đầu trong việc áp lệnh trừng phạt Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Hoa Kỳ cũng là nước cung cấp viện trợ vào vũ khí trị giá hàng tỷ Mỹ Kim cho Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua với Nga. Tiếp theo là tin liên quan tới việc Tổng thống Nga được thừa kế 2 tỷ Mỹ Kim. Hãng tin Russia đưa tin, Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin được cho là vừa thừa kế bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân của một chuyên gia nghệ thuật người Nga có tên là Nina Moleva. Bà tuyên bố sở hữu bộ sưu tập này trị giá khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Bộ Văn hóa của Nga nói với Interfax mới đây rằng bà Nina Mikhailova Moleva là một nhà văn, cũng là một học giả xuất sắc về bộ môn lịch sử và nghệ thuật, cũng là một ký giả và là một cựu chiến binh, đã qua đời vào ngày 11 tây tháng 2 vừa qua ở tuổi 98. Bộ sưu tập này được cho là có khoảng 1.000 tác phẩm, trong đó có 200 bức tranh của các bậc thầy thời xưa như Da Vinci, Rembrandt, Titian và Michelangelo, cũng như các tác phẩm điêu khắc và các đồ nội thất. Tuy nhiên, khó có thể chắc chắn được việc này. Bà Boleva là quá phụ của họa sĩ tiên phong thời Liên Xô cũ, đó là ông Eli Belotin và bộ sưu tập đến từ phía gia phả của ông. Gia đình của ông Belotin muốn nước Nga có được mọi thứ sau khi họ qua đời và trong di chúc họ đã xác định Tổng thống Nga là người nhận cuối cùng do những điều kỳ quặc không xác định được trong luật thủ kế của quốc gia. Ông Eli Belotin qua đời vào năm 2012 những người hoài nghi thì cho rằng ông biotin và bà melova có thể đã phóng đại trị giá của bộ sưu tập của họ vì nguồn gốc của bộ sưu tập này chưa bao giờ được xác thực một cách chính xác trước đây đã có thông báo về việc một số viện bảo tàng từ chối lời quyên góp của họ tình hình ngày càng phức tạp hơn khi có những tuyên bố cho rằng gia đình của ông biotin đã để lại di chúc một phần bộ sưu tập của họ cho ba lan chứ không phải là cho nước nga gia tộc Belosi của Nga từng ở Kharkov thuộc Ba Lan là một phần của đế quốc Nga vào thời bấy giờ. Ukraine chuyển pháo HIMARS hư hại về Hoa Kỳ. Chuyên trang quân sự Warzone của Hoa Kỳ gần đây đã công bố video tại sân bay quốc tế Harrisburg thuộc thành phố Middletown thuộc tiểu bang Pennsylvania cho thấy hai tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS đã được gỡ từ vận tải cơ AN-124 Ukraine và đưa tới địa điểm không xác định. Xe phóng đầu tiên có nhiều chữ thập trắng, dấu hiệu nhận dạng vũ khí của quân đội Ukraine dường như bị trúng màng, văng từ đạn pháo của Nga. Phân tích hình ảnh cho thấy ít nhất 16 lỗ thùng trên thân xe và vỏ bánh trước bị xịt, trong khi cả hai tấm kính chống đạn trước buồng lái cũng bị hư hại, nhưng xe có vẻ không chịu tổn thất nặng. Xe thứ hai nhiều khả năng bị trúng mìn và nhiều thiệt hại nặng hơn. Bánh trước bên phải và một phần sân buồng lái bị thổi bay, khiến cho các kỹ thuật viên phải tì trục xe lên và lên các khối gỗ để giữ cân bằng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và quân đội Ukraine chưa bình luận về các hình ảnh nói trên. Hoa Kỳ đã viện trợ pháo phản lực Hima cho Ukraine từ cuối năm 2022, với tổng cộng 39 xe phóng đã được chuyển giao. Chúng nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi nhiều lần được Kiev sử dụng để tập kích, phá hủy các vũ khí quan trọng của đối phương trên tiền tuyến. Xong qua khu vực Nam Mỹ. Mức độ lạm phát tại Argentina đã tăng hơn 250% là mức cao nhất trong hơn 3 thập niên qua. Theo số liệu do Viện thống kê và điều tra dân số của Argentina công bố hồi gần đây, mức độ lạm phát trong tháng 1 của quốc gia này đã tăng hơn 254% so với năm ngoái và đây là mức cao nhất trong vòng 32 năm qua. Các danh mục tiêu dùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng lạm phát đó là hàng hóa và dịch vụ hàng ngày. Tiếp theo là thực phẩm cũng như đồ uống không có cồn, các thiết bị gia dụng, các dịch vụ bảo dưỡng và lĩnh vực y tế. Ngoài ra, các danh mục khác cũng chịu ảnh hưởng bao gồm giải trí và văn hóa, du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải, viễn thông, quần áo và giày dép. Khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2023, tổng thống Argentina là ông Javier Malay đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát của quốc gia này chưa kết thúc ông đã bắt đầu nhiệm kỳ bằng việc phá giá đồng peso hơn 50% và cắt giảm trợ cấp vận tải cũng như nhiên liệu, đồng thời loại bỏ các biện pháp kiểm soát về giá cả. Ông dự báo rằng tình trạng làm phát tại quốc gia này sẽ được kiểm soát trong vòng 2 năm tới đây. Tổng giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế, đó là bà Kristalina Georgieva, đánh giá cao các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Javier Malay nhằm khôi phục cũng như ổn định nền kinh tế cũng như giải quyết các rào cản đối với việc tăng trưởng của quốc gia này. Thủ tướng Úc đính hôn Thủ tướng Úc Anthony Albanese, 60 tuổi, thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã đính hôn với bạn gái tên là Jodie Hayden sau 4 năm hẹn hò cùng, cùng biểu tượng trái tim màu đỏ và ảnh selfie cùng bạn gái. Bức ảnh dường như chụp vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 hôm qua. Trong ảnh thì Hayden mặc trang phục màu xanh ngọc lục bảo và đặt tay tên ngực ông Albanese, ngón áp út đeo chiếc nhẫn đính hôn. Thủ tướng Úc mặc màu áo màu xanh nhạt, gương mặt dạng dỡ. Ông Albanese là thủ tướng Úc đầu tiên đính hôn khi còn đương chức. Đài truyền hình ABC đưa tin là ông Albanese gặp bạn gái Hayden tại một bữa tối ở Melbourne vào năm 2020. Bà Hayden từng đi cùng ông Albany trong một số chuyến công du, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2023. Ngoại trưởng Úc Penny Wong là các chính trị gia và đồng bếp nổi tiếng người Anh, Nicola Lawson cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng Thủ tướng. Trong khi một số người chỉ trích Thủ tướng Anthony cho rằng thông báo đính hôn của ông nhằm chuyển hướng dư luận khỏi các vấn đề cấp bách, trong đó có chiến sự ở giải Gaza. Vào ngày hôm qua trong ngày lễ tình nhân Valentine tại Mexico có tới 1.200 cặp kết hôn tập thể, khoảng 1.200 cặp đôi vừa tổ chức đám cưới ở ngoại ô thủ đô Mexico City của Mexico trong một sự kiện truyền thống nhân ngày lễ tình nhân của thị trấn Nezahuacoyot. Truyền thống hàng năm này được gọi là Matrimonio Colectivo, tức là hôn lễ tập thể. Một cô dâu có tên là Rosalind Ruiz, 28 tuổi, cho biết như sau. Đám cưới riêng lẻ thông thường rất tốn kém. Do đó, cô và bạn trai của cô, đó là anh Ricardo Reyes, 30 tuổi, đã chọn hình thức này để tiết kiệm chi phí. Đây cũng là suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Mexico. Vợ chồng của Yoshima và Alessandria Godine, đều 37 tuổi, lại tham gia hôn lễ tập thể nói trên với mong muốn có được một trải nghiệm khác lạ. Trong khi đó, Pilar Hernandez và Susana Icosente đều 40 tuổi, xem đây là một cơ hội để cho các cặp LGBT cũng có quyền bình đẳng như những người khác. Trong buổi lễ, một tràng pháo tay vang lên trên quảng trường khi mà Sonia Cruz, là người đứng đầu cơ quan ghi danh dân sự của tiểu bang, chứng thực các cuộc hôn nhân này một cách hợp pháp và mời họ hãy hôn nhau. Văn phòng thị trường địa phương là đơn vị tài trợ cho sự kiện này cũng trao quà đó là những chiếc TV và những chiếc ghế bành cho ba cặp vợ chồng kết hôn lâu nhất ở Najahu Koyot, trong đó có cặp đã chung sống suốt 50 năm qua. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Vụ xả súng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Biden kêu gọi cấm súng trường tấn công. Tổng thống Joe Biden đưa ra lời kêu gọi người dân ủng hộ việc cắm súng trường tấn công sau vụ xả súng đẫm máu tại buổi chiều hàng tại buổi diễn hành mừng chiến thắng Super Bowl ở thành phố vào ngày thứ tư hôm qua. Ông Biden kêu gọi người dân Hoa Kỳ hãy kêu gọi quốc hội để cuối cùng chúng ta có thể cấm súng trường tấn công, hạn chế băng đạn sức chứa lớn, tăng cường kiểm tra lý lịch, không để súng lọt vào tay những người không có quyền sở hữu hoặc sử dụng chúng. Trong vụ xả súng đã có một người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Ba nghi can đã bị bắt giữ để thẩm vấn sự việc xảy ra khi có khoảng một triệu người đổ về trung tâm kansas để ăn mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục thành phố khu vực xảy ra xả súng rất gần nơi các cầu thủ đội tổ chức diễn hành với hàng ngàn người hâm mộ tham gia có trẻ em trong số những người tham gia vì các trường học tại kansas đã cho học sinh nghỉ học để tham dự lễ diễn hành đây là một vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn nhất ở mỹ các vụ xả súng tại hoa kỳ lâu nay thường xảy ra ở các nhà thờ trường học cửa hàng khu thương mại, bệnh viện, ký túc xá và tiệc gia đình. Hoa Kỳ cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng liên quan tới nước Nga. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ là ông Mark Turner đã lên tiếng thông báo về mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, dường như xoay quanh nước Nga và các hoạt động trong lĩnh vực không gian. Ông Mike Turner cho biết rằng ông đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden hãy giải mật toàn bộ các dữ liệu liên quan tới mối đe dọa để cho quốc hội cũng như chính quyền và các quốc gia đồng minh có thể công khai thảo luận hành động đối phó cần thiết. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết về mối đe dọa vừa kể trên. Ông cũng cho thép biết thêm rằng, vấn đề được đề cập liên quan tới những cố gắng của nước Nga nhằm phát triển một loại vũ khí nguyên tử từ trên không gian thế nhưng ông từ chối không cung cấp thêm thông tin do đây vẫn là các dữ liệu cần được bảo mật. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Mark Johnson lên tiếng chấn an dư luận ngay sau đó và ông cho biết rằng Hoa Kỳ đang giải quyết tình hình. Nghị sĩ Jim Hammers là thành viên hàng đầu của đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã đề cập tới sự việc này không phải là lý do để gây ra sự hoảng loạn. Còn các thượng nghị sĩ là Mark Warner cũng như Marco Rubio là những người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng vệ Hoa Kỳ ra thông cáo chung nói rằng họ đã nắm được thông tin và đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Jack Sullivan đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết nhưng ông nói rằng ông đã lên kế hoạch hợp tác với các nhà lãnh đạo trong quốc hội vào ngày 15 tháng 2 và tỏ ra bất ngờ trước quyết định phát ra cảnh báo của nghị sĩ Mike Turner. Người đàn ông bị bắt sau khi bắn ba cảnh sát Washington, DC c một người đàn ông đã bị bắt sau một cuộc đấu súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ ở washington dc sau khi bắn trọng thương ba cảnh sát sự việc này xảy ra khi các cảnh sát cố gắng bắt giữ một tội phạm liên quan đến những hành vi tàn ác với động vật theo giám đốc sở cảnh sát thủ đô pamela smith cuộc đấu súng bắt đầu khi cảnh sát tiến vào nhà để thực hiện lệnh bắt giữ nghi can nhưng nghi can đã chống lại bị bắt giữ và bắn vào các viên cảnh sát khiến cho ba cảnh sát bị thương dù vết thương không đe dọa tính mạng các cảnh sát vẫn phải nhập viện để điều trị nghi can được xác định tên là Julius James, 46 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc tội ác với các động vật và dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung liên quan đến vụ nổ súng. Trong bối cảnh các vụ giết người đang gia tăng tại thủ đô, chính phủ cũng tăng cường nguồn lực để giảm tỷ lệ tội phạm bạo lực và cướp xe. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh số vụ giết người, đặc biệt là bằng súng, ở Washington DC đã tăng trong suốt năm 2023. Chính quyền liên bang cũng đang cố gắng giải quyết tội phạm trong thành phố, Tháng trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố sẽ dành nhiều nguồn lực hơn để giảm tỷ lệ tội phạm bạo lực, bao gồm cả các vụ cướp xe. Cựu Tổng thống Donald Trump vận động quyên góp kèm theo trong bức thư gửi cho vợ ông nhân ngày lễ Valentine. Ông Donald Trump mới đây đã viết một bức email cảm ơn bà Melania nhân dịp lễ Valentine, kèm theo đường dẫn kêu gọi những người ủng hộ ông hãy quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông. Trong bức thư, ông Trump nói rằng Ông sẽ không được như ngày hôm nay nếu thiếu sự định hướng, lòng tốt cũng như sự ấm áp từ bà Melania. Bức email có ba biểu tượng gửi lời yêu thương dẫn đến một trang quyên góp nếu như người nhận bấm vào. Trang quyên góp này đăng tải nội dung bức email kèm theo thông điệp kêu gọi người sử dụng hãy gửi lời chúc bà Melania cùng với sự lựa chọn ủng hộ từ khoảng 20 Mỹ Kim cho tới 3.300 Mỹ Kim hoặc là những con số khác cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Ông Donald Trump gặp bà Melania hồi tháng 9 năm 1998 trong lúc ông đang ly hôn với người vợ thứ nhì, đó là bà Mala Maples hai người đính hôn vào năm 2004 và làm lễ cưới vào tháng 1 năm 2005. Kể từ khi rời tòa bạch ốc vào đầu năm 2021, bà Melania sống trong một biệt thự ở Malago, nơi biệt lập và gần như khuất tầm nhìn của công chúng. Bà cũng vắng mặt trong các buổi vận động tranh cử của ông Trump từ sau lễ bắt đầu chiến dịch tại Malago hồi tháng 11 năm 2022 khi trả lời phỏng vấn đài Fox News hồi tháng 1 vừa qua về khả năng bà Melania có tham gia chiến dịch tranh cử hay không. Ông Trump cho biết rằng cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ cũng muốn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump nói rằng bà Melania rất thông minh, giàu lòng nhân ái, nên với ông, bà sẽ vẫn luôn giữ vai trò rất quan trọng. New York khởi kiện TikTok, Facebook và YouTube Thị trường thành phố New York là Eric Adams vừa cho biết, chính quyền của ông đã đệ đơn kiện các công ty mẹ của TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat và YouTube. Các bộ các dịch vụ của họ đã gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của thanh niên và trẻ em ở thành phố lớn nhất của Mỹ. Các luật sư viết trong hồ sơ khởi kiện rằng, thành phố New York cùng với các nguyên đơn bao gồm khu học tránh và các tổ chức y tế đã đệ đơn kiện lên các chi nhánh quận Los Angeles của Tòa án Thượng thẩm California vì mối quan hệ của các công ty kể trên với các khu vực Vụ kiện cáo buộc rằng Meta, Snapchat, ByteDance và Google, công ty mẹ là Alphabet, có cố tình thiết kế, phát triển, sản xuất, vận hành, quảng bá, phân phối và tiếp thị nền tảng của họ để thu hút và gây nghiện giới trẻ mà không có sự giám sát tối thiểu của phụ huynh. Theo hành phố, những đứa trẻ phải chịu hậu quả tiêu cực về sức khỏe tâm thần do sử dụng các ứng dụng truyền thông mạng xã hội phổ biến. Eric Adams cho biết trong một tuyên bố sẽ buộc các công ty trên phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng này. Vụ kiện và kế hoạch hành động này là một phần trong kế hoạch lớn hơn để xây định hình lại cuộc sống của giới trẻ, thành phố và xã hội của New York trong nhiều năm tới đây. Người phát ngôn của TikTok nói trong một cuộc tuyên bố, công ty có các biện pháp bảo vệ hàng đầu trong ngành dành cho thanh thiếu niên, còn đại diện của Google cho biết những cáo buộc này đơn giản là không đúng sự thật. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Một chiếc chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ bị sập càng đáp và đập mũi xuống nền bê tông, Tạp chí News hồi gần đây đã công bố hình ảnh của chiếc xe chiến đấu cơ tàng hình F-35C thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã gặp tai nạn, bị sập càng đáp tại căn cứ không quân Fallon ở tiểu bang Nevada và cho biết rằng sự việc xảy ra vào cuối tháng 1 vừa qua. Trong bức hình thì chiếc F-35C mang số hiệu WL04 được lắp mô hình hỏa tiễn đất đối không AIM-9X ở cánh trái rồi nắp phòng lái đã mở ra cũng như thang lên xuống đang ở trạng thái hoạt động cho thấy chiếc chiến đấu cơ này dường như bị gãy càng đáp phía trước sau khi bay huấn luyện. Tai nạn đã khiến cho phần mũi của chiếc máy bay tàng hình này, vốn trị giá hơn 102 triệu Mỹ Kim, bị đập xuống nền bê tông. Phần nhu liệu điện toán điện tử dưới mũi phi cơ để nhắm bắn thì là một trong hai hệ thống cảm biến đắt tiền nhất của loại máy bay F-35 đã bị ép xuống sàn nhà chứa. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tin tức về chiếc chiến đấu cơ F-35C bị sập càng đáp và loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này của Hoa Kỳ từng nhiều lần gặp trục trặc tương tự. Thế nhưng chỉ xảy ra đối với các chiến đấu cơ F-35A B mà thôi. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn nói trên và mức độ thiệt hại của chiếc máy bay này như thế nào. Các giới chức của Hoa Kỳ chưa bình luận về tin này. F35C là phiên bản chiến đấu cơ được sử dụng cho lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, có nhiều đặc điểm khác với loại F35A và B và cũng là biến thể nặng nhất trong loại máy bay F35 hiện nay. Thị trường địa ốc đang tốt lên nhưng người Hoa Kỳ vẫn thận trọng khi mua nhà. Tâm lý về nhà ở của người Hoa Kỳ trong tháng riêng đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm do mọi người cảm thấy tự tin hơn về công việc và dự kiến lãi suất thế chấp sẽ giảm. Trang Market Watch cho hay, chỉ số tâm lý này được đo lường qua cuộc khảo sát hàng tháng của Fannie Mae. Cụ thể, chỉ số tâm lý mua nhà hàng tháng đã tăng thêm 3.5 điểm trong tháng riêng, lên 70.7 điểm là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Vào tháng riêng, 82% số người tham gia khảo sát cho biết họ không lo lắng về việc mất việc làm trong năm 2024. Còn tỷ lệ người trả lời kỳ vọng lãi suất thế chấp sẽ giảm trong 12 tháng tới, đạt mức cao nhất trong mọi thời đại là 36%. Doug Duncan, là kinh tế gia kiêm phó chủ tịch cấp cao của Fannie Mae cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử khảo sát nhà ở quốc gia, tỷ lệ người tiêu dùng tin rằng lãi suất thế chấp sẽ giảm trong năm tới thay vì tăng trong năm tới. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn bi quan về điều kiện mua nhà. Tỷ lệ người tiêu dùng cho biết rằng đây là thời điểm tốt để mua nhà, chỉ có 17%, không đổi so với tháng trước. Nhưng những người bán nhà đang ngày càng lạc quan hơn về thị trường, với tỷ lệ người cho rằng đây là thời điểm tốt để bán, đã tăng lên 60% từ 57% của tháng trước. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Hai người bị thiệt mạng sau tai nạn tại eo biển Đài Loan. Hãng tin CNA đưa tin, một chiếc xuồng cao tốc của Trung Cộng đã bị lật trong lúc bị lực lượng tuần tra của đài loan truy đuổi sau khi chiếc xuồng này xâm nhập trái phép vào vùng biển của đài loan gần với quần đảo kim môn chiếc xuồng chở theo bốn người trung cộng đã đến gần đảo bắc đính thuộc huyện kim môn do đài loan quản lý chiếc xuồng này đã không chấp hành lệnh kiểm tra và đã bị truy đuổi sau đó bị lật cả bốn người bị rơi xuống nước và được lực lượng tuần duyên của đài loan cứu vớt đưa tới bệnh viện hai người trong số đó tử vong và hai người còn lại được đưa đến Kim Môn để chờ bị thẩm vấn. Quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, thế nhưng nằm sát ngay với tỉnh Phúc Kiến của Trung Cộng. Các thành phố Hạ Môn chỉ vài cây số. Trung Cộng đã lên án Đài Loan về sự việc nói trên, đồng thời cho rằng sự kiện này gây ra sự tổn hại nghiêm trọng tới cảm xúc của người dân ở hai bên bờ biển Đài Loan. Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Cộng cho hay, Đài Bắc đã đối xử một cách thô lỗ và nguy hiểm đối với ngư dân tại Trung Cộng trong một thời gian, và đó là nguyên nhân chính dẫn tới sự việc này. Lực lượng tuần duyên của Đài Loan nói rằng chiếc xuồng nói trên đã vượt quá giới hạn cho phép và sau khi sự việc xảy ra, họ đã ngay lập tức đưa các thiết bị tìm kiếm cứu nạn tới nơi. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Sự vụ của Đài Loan vào ngày 15 tháng 2 bảo vệ cho phương cách hành xử của phía Đài Loan, đồng thời tố cáo rằng trong những năm qua, nhiều người từ Trung Cộng đã sang phía Đài Loan để hút cát, đánh bắt cá bằng thuốc nổ và xả rác thải, vân vân. Cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia tác động mạnh đến sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi dân chúng Indonesia đi bỏ phiếu để chọn ra tổng thống mới trong cuộc bầu cử mới đây, nhiều yếu tố khó khăn đã phát sinh cho cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, cũng như cho cuộc cạnh tranh giáo diết của họ tại vùng Đông Á và Đông Nam Á. Indonesia là chính trường then chốt cả về kinh tế lẫn chính trị tại một vùng đất mà các cường quốc trên thế giới đã từ lâu va chạm nhau, như trong vấn đề Đài Loan, vấn đề nhân quyền, vấn đề các lực lượng Hoa Kỳ dàn trải ra trong vùng và các hoạt động lấn lướt của Trung Quốc tại những vùng biển đang có tranh chấp giữa các nước, trong đó có Biển Đông, Chính sách ngoại giao của Tổng thống Yoko Widodo sắp mãn nhiệm đã tránh né việc chỉ trích Bắc Kinh và Washington và cũng bác bỏ cuộc liên minh với hai cường quốc này. Các chính sách như thế rất có thể sẽ được tiếp tục trong khi một khi mà tướng Prabowo Subianto lãnh đạo Bộ Quốc phòng thắng cử. Theo Derek Rossman, một phân tích gia quốc phòng cao cấp tại Rancorp, Trung tâm nghiên cứu và hoạch định chính sách của trụ sở Hoa Kỳ, những khó khăn của các đại cường quốc là do Indonesia đã thận trọng không liên kết với ai. Đồng thời, kế hoạch của tướng Subianto là giữ vững chính sách trung lập và công khai lên tiếng ca ngợi các Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Ông hay đề cập với hai vai trò lịch sử của Hoa Kỳ trong việc áp lực Hòa Lan phải tôn trọng chủ quyền của Indonesia trong những năm 1940, cũng như đề cao vai trò quan trọng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Vì liên quan tới khu vực Trung Đông, các cuộc thảo luận về ngừng bắn ở giải gaza bị bế tắc thủ tướng do thái là ông benjamin netanyahu mới đây đã tuyên bố rằng ông sẽ không cử phái đoàn quay trở lại cairo của ai cập để tiếp tục đối thoại do phe hamas không đưa ra lời đề nghị mới sau khi do thái từ chối lời đề nghị ban đầu của lực lượng vũ trang hamas vào tuần trước văn phòng thủ tướng do thái đã ra thông báo nhấn mạnh rằng Do Thái sẽ không nhượng bộ những yêu cầu thái quá của Hamas và sự thay đổi quan điểm của Hamas sẽ không cho phép đạt được sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Nhật báo Wall Street Journal chỉ dẫn lời các giới chức tham gia tiến trình đàm phán cho hay, phía Do Thái đã phản đối yêu cầu của phe Hamas về một lệnh ngưng bắn lâu dài và Do Thái đã rút hết lực lượng quân sự ra khỏi giải Gaza. Hai bên cũng bất đồng về số lượng tù nhân được thả. Do Thái đồng thời cảnh báo rằng nếu phe Hamas không trở lại bàn đàm phán với một đề nghị hợp lý hơn, thì Do Thái sẽ sớm mở chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah. Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận ngưng bắn ở giải Gaza, trong lúc Do Thái đang chuẩn bị tấn công vào thành phố Rafah ở giải Gaza, giáp tranh với Ai Cập. Ngày 13 tháng 2 vừa qua, giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ là ông William Burns đã kết thúc các cuộc đàm phán với các giới chức hàng đầu ở khu vực Trung Đông tại thủ đô Cairo của Ai Cập, thế nhưng không đạt được bước tiến lớn nào trong hướng đến một thỏa thuận. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ cho hay, giám đốc cơ quan FBI là ông Christopher Gray cũng đã có chuyến công du không báo trước tới Do Thái để thể hiện sự ủng hộ đối với Do Thái tin đến từ Yemen, Hoa Kỳ anh tạo các mục tiêu Houthi ở thành phố cảng Hodeida. Đài truyền hình AI Masura của lực lượng Houthi mới đây cho biết các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã tiến hành một số cuộc tấn công nhắm vào các vị trí Houthi kiểm soát ở thành phố Càng Hodeida bên bờ biển đỏ tại Yemen. Theo Al Masira, bốn cuộc tấn công nhắm vào các khu vực ở Al Jabana và hai cuộc tấn công nhắm vào các địa phương duyên hải Ras Isa, Al Sharif ở phía bắc thành phố Hodeida. Trước đó vào ngày 13 tháng 2, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào tên lửa hành trình chống hạm di động ở các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, vốn được sử dụng để tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza đang leo thang. Các vụ tấn công của Houthi trên biển đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hành động của lực lượng Houthi. Tin đến từ Bangkok cho hay, chính phủ Thái Lan vay thêm 1 tỷ trăm triệu Mỹ Kim cho năm tài khoá 2024. Nội các của Thái Lan mới đây đã phê chuẩn khoản vay bổ sung 1.5 tỷ Mỹ Kim cho năm tài khoá 2024, nâng tổng số khoản vay cho năm tài chính này lên tới hơn 21 tỷ Mỹ Kim. Theo phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan là Chai Chawastrong, thì khoản tiền vay mới này là một phần trong kế hoạch quản lý mức nợ công cộng sửa đổi của chính phủ Thái Lan cho năm nay, bao gồm ba lĩnh vực đó là vay nợ mới, điều chỉnh kế hoạch quản lý mức nợ và thay đổi kế hoạch trả nợ. Khoản vay mới này phần lớn nhằm bù đắp cho mức thâm hụt ngân sách cho năm tài khoá 2024 và khả năng thanh toán nợ nần việc điều chỉnh kế hoạch quản lý nợ công phù hợp với luật pháp và các quy định liên quan, đặc biệt là đạo luật kỷ luật tài chính cũng như tài chính nhà nước năm 2018 với quy định là mức nợ tối đa so với tổng sản phẩm quốc nội GDP ở mức là 70%. Với sự điều chỉnh này thì tỷ lệ nợ trên mức tổng sản phẩm quốc nội là 61%. Nội các của Thái Lan cũng đã phê chuẩn việc đưa thêm 56 dự án phát triển vào kế hoạch quản lý nợ công sửa đổi. Cho tới nay, dự thảo ngân sách cho năm 2024 do chính phủ Thái Lan đưa ra đã được Hạ viện thông qua lần thứ nhất và dự kiến sẽ được phê chuẩn vào đầu tháng 5 tới đây. Thanh thiếu niên Nam Hàn có cách nhìn chua chát về tình yêu và hôn nhân. Theo nghiên cứu gần đây của Viện Chính sách Thanh niên Nam Hàn về các giá trị của tình yêu và hôn nhân thì chỉ có 29.5% đồng ý rằng hôn nhân là điều bắt buộc con số này thấp hơn một nửa so với 11 năm trước, năm 2012 khi có tới 73.2% đồng ý rằng hôn nhân là yếu tố bắt buộc trong cuộc sống. Trong đó tỷ lệ nữ không muốn kết hôn giảm kỷ lục và chỉ có 19.8% số người được hỏi đồng ý rằng kết hôn là phải có con thì có tới hơn 60% đồng ý rằng không cần kết hôn cũng có thể có con. Điều này cho thấy giới trẻ không còn coi hôn nhân là việc để sinh con đẻ cái. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân cũng thay đổi nhiều so với một thập niên trước đây. Hiện nay thanh niên Nam Hàn có cái nhìn rất thoáng về tình yêu và tình dục. Cứ 10 người thì có 8 người tin rằng đàn ông và phụ nữ có thể chung sống với nhau mà không cần kết hôn. Có 91.4% cho rằng họ có thể kết hôn với người nước ngoài, trong khi đáng chú ý là 52% thanh thiếu niên đồng ý rằng nên cho phép kết hôn đồng giới và 89.4% cho rằng việc nhận con nuôi là lựa chọn. Theo các nhà nghiên cứu cuộc khảo sát cho thấy thanh thiếu niên không còn giữ các giá trị truyền thống. Điều đó có nghĩa là các chính sách về gia đình và sinh sản cần phải thay đổi. Một cô gái tại Ấn Độ chuyên đi nhặt xác chết. Bất chấp định kiến của xã hội tại Ấn Độ, một cô gái có tên là Puja Sharma, năm nay 26 tuổi, đã làm công việc mà ít có phụ nữ nào ở đất nước này dám làm. Trong suốt gần 2 năm qua, mỗi ngày cô Sharma đều để đi thu thập các thi thể không người nhận từ các nhà xác sau khi cảnh sát hoàn thành các thủ tục với mỗi thi thể thì cô đều thực hiện nghi thức hỏa táng và cúi đầu chào tạm biệt họ một cách nghiêm trang. Tính cho tới nay, cô Sama đã thực hiện các nghi thức cuối cùng cho gần 4.000 thi thể không có người nhận. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 2 tới 10 thi thể. Là một phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu, có học thức, cô chưa bao giờ dám nghĩ là cô có một cuộc sống như thế này. Mẹ của cô đã tìm được cho cô một vị trung nhân phù hợp và người này đã mua đồ trang sức cho đám cưới cũng như của hồi môn dành cho cô. Tuy nhiên, người mẹ của cô đột ngột qua đời vì bị xuất huyết não vào năm 2019. Ba năm sau đó, anh trai của cô cũng bị sát hại trong một vụ ẩu đả trên đường phố. Thế là cô Puja Sharma từ bỏ công việc cố vấn về HIV tại một bệnh viện chính phủ với mức lương hàng tháng gần 1.500 Mỹ Kim cô bắt đầu thuê xe cứu thương để thu thập các thi thể vô thừa nhận trong hành trình cuối cùng của cô dành cho những người vô danh là mỗi tháng cô thu thập tro của họ từ nhiều lò hỏa táng khác nhau sau đó cô thuê xe đến Hirawa là một trong những nơi linh thiêng nhất trên sông Hàn để rải tro cốt của những người này vào dòng sông sau đó cô quay lại Delhi để tiếp tục công việc thu thập các thi thể của cô Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu điều tra nhanh các vụ đại án trong năm 2024. Bộ trưởng Công an Tô Lâm mới đây đã cho biết một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đây của Bộ Công an là đẩy nhanh tốc độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương theo dõi, chỉ đạo Yêu cầu được ông Tô Lâm đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công An diễn ra ngày 15 tháng 2 được truyền thông loan báo trong cùng ngày. Mặc dù truyền thông không nêu rõ người đứng đầu ngành Công An nhắc đến các vụ án nào, tuy nhiên tại phiên họp thứ 25 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng diễn ra vào đầu tháng 2, các yêu cầu đẩy nhanh trong năm 2024 đã gọi tên các vụ án liên quan đến Việt Á, AIC, Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SPC. SCB, cơ quan đăng kiểm vụ Tân Hoàng Minh, tập đoàn FLC. Cũng tại phiên họp này, Ban chỉ đạo đã quyết định đưa thêm hai vụ án vào diện theo dõi, gồm vụ liên quan đến thăm dò đất hiếm xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam, vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Bộ Công Thương. Cũng tại phiên họp, thì Bộ Công an cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn đã khởi tố 507 vụ án, 820 bị can, bắt 358 vụ tới 1.252 đối tượng đánh bạc. Ngoài ra, công an cũng phát hiện bắt giữ 657 vụ vi phạm, gồm 697 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ và sử dụng pháo trái phép. Nhiều vụ đánh bạc trực tuyến cũng đã được công an phát hiện xử phạt trong những tháng đầu năm 2024. Vẫn tin liên quan tới Việt Nam, Nghị viện của Khối hợp châu Âu thảo luận về nguyên tắc giám sát nhân quyền. Bên cạnh đó, họ chú trọng tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tiểu ban nhân quyền của nghị viện liên hiệp châu âu vừa thảo luận về nguyên tắc giám sát việc thực hiện điều khoản nhân quyền trong các hiệp định với các quốc gia trong đó nêu bật đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở việt nam như là trường hợp điển hình trong hội thảo về các nguyên tắc điều khoản nhân quyền trong các thỏa thuận của khối hiệp châu Âu với các quốc gia thì các nghị viên thuộc tiểu ban nhân quyền đã thảo luận với các chuyên gia về các chính sách của Liên minh châu Âu bao gồm các nghiên cứu điển hình về tình hình vi phạm nhân quyền ở ba quốc gia bao gồm Việt Nam, Ethiopia và Tunisia họ tuyên bố họ đã phát hiện ra khoảng cách giữa các quy định pháp lý của Liên minh châu Âu đối với các chính sách đối ngoại và việc thực thi hiệu quả điều khoản nhân quyền với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Bà Gali là phó chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Liên đoàn quốc tế nhân quyền phát biểu rằng Nguyên tắc hiện nay chưa hiệu quả để giảm bớt việc thực thi hiệp định thương mại tự do giữa khối hiệp châu Âu và Việt Nam, trong đó có yêu cầu phải bảo đảm nhân quyền cũng như quyền của người lao động. Bà Kiely hiện nay là phó chủ tịch nhóm tư vấn nội địa của Liên minh châu Âu cho việc thực thi thương mại tự do giữa khối hiệp châu Âu và Việt Nam các chuyên gia và các nghị viên kết luận rằng việc giám sát và thực thi các điều khoản nhân quyền của Khối hiệp châu Âu chưa đạt được hiệu quả. Việt Nam trở thành nhà cung cấp lớn cho Hoa Kỳ. Báo cáo địa chính trị và hình học thương mại toàn cầu của Viện Toàn cầu McKinsey với tắt là MGI đã công bố gần đây chỉ ra cấu trúc thương mại thế giới đã và đang thay đổi. Người phụ trách chính báo cáo là ông Yeo Mung Sung, là giám đốc hợp danh Việt toàn cầu McKinsey đặt tại Thượng Hải cho biết Việt Nam đang có cơ hội lớn trong sự đổi thay này. Ông Seong cho biết cường độ thương mại hàng hóa của Việt Nam chiếm khoảng 180% GDP, một trong những mức cao nhất trên thế giới, tăng từ 100% vào năm 2010. Con số này cao hơn từ 70 đến 100 điểm phần trăm so với Nam Hàn, Đức và các nền kinh tế Asian khác. Điều này cho thấy sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu xuyên biên giới ngày càng sâu sắc. Một dấu hiệu khác cho thấy Việt Nam đang tham gia nhiều hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu là khoảng cách địa lý trong giao thương đang tăng lên. Đáng chú ý nhất là Việt Nam đang trở thành nhà cung cấp lớn cho Hoa Kỳ. Năm 2017, 20% hàng xuất khẩu của Việt Nam đến Hoa Kỳ, nhưng con số này đã tăng lên 30% vào năm 2022. Hoa Kỳ hiện là thị trường chính cho hàng xuất cảng của Việt Nam. Các nhà xuất cảng gạo của Việt Nam trúng hợp đồng mới, cho nên giúp cho giá gạo của Việt Nam cao hơn giá gạo của Thái Lan. Các nhà xuất cảng gạo của Việt Nam đã có một khởi đầu năm mới tốt hơn khi họ trúng thầu trên 400.000 tấn gạo trong đợt mở thầu cuối tháng 1 vừa qua đến từ Indonesia. Việc trúng hợp đồng lớn đã giúp cho gạo của Việt Nam giữ được giá cao tại thị trường xuất cảng gạo, trong khi giá gạo của Thái Lan bất ngờ bị giảm mạnh tới 24 Mỹ Kim cho một tấn. Theo Hiệp hội các nhà xuất cảng gạo của Việt Nam cho hay, sở dĩ giá gạo của Thái Lan bị giảm hơn so với giá gạo của Việt Nam, được các nhà xuất cảng gạo cho rằng, còn vì nguyên nhân khác đó là Thái Lan không tham gia vào khoảng đấu thầu cuối tháng 1 vừa qua. Hiện nay, giá gạo cùng phẩm chất của Việt Nam vẫn giữ nguyên ở mức là 637 mỹ kim cho một tấn, trong khi gạo của Thái Lan có mức giá là 615 mỹ kim cho một tấn. Đây được cho là diễn biến là bởi vì trong những năm trước và trong cùng thời điểm này thì giá gạo của Thái Lan thường tăng hơn giá gạo của Việt Nam bởi vì Việt Nam nghỉ Tết. Một yếu tố khác khiến cho giá gạo của Thái Lan giảm đi đó là vì chính phủ Thái Lan muốn thúc đẩy các hoạt động thương mại theo hình thức liên chính phủ. Thế nhưng, các khách hàng, đặc biệt là Philippines, lại thích giao cho khu vực tư nhân để bảo đảm tính thương mại một cách thuần túy. Về Việt Nam, theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, việc các công ty trúng thầu lớn từ Indonesia cũng là đòn bẩy cho thị trường lúa gạo nội địa của Việt Nam, giúp ổn định giá cả khi chuẩn bị bước vào vụ mùa đông xuân ngay sau Tết. Chủ tịch Hội đồng Dân huyện ở Quảng Ngãi mang số đỏ của dân đi cầm cố, vào ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa nghi can Huỳnh Văn Quyết từ Sài Gòn về Quảng Ngãi để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo VN Express, ông Huỳnh Văn Quyết là huyện ủy viên, chủ tịch hội nông dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bị cáo buộc lúc đương chức chủ tịch hội nông dân huyện đã nói dối bán đất và có thể lo các thủ tục về nhà đất để lừa lấy tiền của nhiều người dân. Cụ thể vào năm 2023, lợi dụng danh nghĩa là cán bộ huyện, ông Quyết đã loan tin giả như bán đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi chiếm đoạt tiền đặt cộng mua bán của nhiều người. Chưa hết, ông Quyết còn nhận số đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất của nhiều người nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không được xây nhà sang đất thổ cư để xây nhà ở. Nhưng ông ta không thực hiện mà lại mang số đỏ đó đi cầm cố thế chấp để vay tiền. Với các thủ đoạn nói trên, ông Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tương đương khoảng 40.945 Mỹ Kim của nhiều người rồi bỏ trốn khỏi địa phương vào Sài Gòn sinh sống cho đến lúc bị bắt giữ. Hiện nay thì công an tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi những hư hại, những người bị hư hại đến công an trình báo để giải quyết sự việc nói trên. Nhật báo New York Times viết về Việt Nam siết chặt kiểm tra nồng độ cồn và xe gắn máy vi phạm chất đống. Nhật báo New York Times hồi gần đây đã có bài đăng tải nói về việc rất nhiều chiếc xe gắn máy đang bị chất đống tại các bãi tạm giữ ở thành phố Sài Gòn vì một số chủ xe cho rằng thà bỏ luôn chiếc xe sẽ tốn ít tiền hơn so với việc nộp phạt để lấy lại chiếc xe. Chương trình 4 năm chống tác hại của rượu bia là nguyên nhân chính dẫn tới việc tịch thu các phương tiện giao thông trên khắp Việt Nam trong những năm gần đây. Nhật báo New York Times viết tiếp như sau: Các quy định được sửa đổi, trong đó mức phạt tối đa đối với hành vi lái xe khi say rượu bia đã tăng gần gấp đôi so năm so với năm 2020, từ 245 cho tới 327 Mỹ kim, tức là cao hơn mức lương hàng tháng trung bình của một người lao động tại Việt Nam. Luật cấm mọi người lái xe với bất cứ một chút nồng độ cồn nào trong người. Theo Đài VOA, trong năm 2023, công an tại thành phố Sài Gòn đã xử phạt hơn 650.000 người vi phạm. 20% số đó phạm lỗi về nồng độ cồn và tổng số xe gắn máy và xe hơi bị thu giữ là gần 155.000 chiếc. Tờ báo này trích dẫn cơ quan cảnh sát giao thông của Bộ Công an Việt Nam nhận xét rằng việc quyết liệt xử phạt hành vi đã vi phạm đã giúp giảm 9% những vụ tai nạn giao thông giảm 26% số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả tích cực thì một hệ quả khác đó là sự mạnh tay đối với vi phạm nồng độ cồn dẫn tới số lượng xe bị thu giữ tăng cao, khiến cho các kho chứa các tăng vật của công an bị quá sức chứa và phải đối mặt với các nguy cơ cháy nổ. Cơ quan cảnh sát giao thông nói với tờ báo Thanh niên trong nước hồi tháng 1 vừa qua rằng tình trạng quá sức chứa ở các bãi tạm giữ xe vi phạm không chỉ diễn ra ở thành phố lớn như là Sài Gòn mà hầu hết tại các tỉnh thành cũng như các quận, huyện, thị xã trên toàn cõi Việt Nam. Hàng chục người cấp cứu tại bệnh viện chờ dãy vì đánh nhau trong kỳ nghỉ Tết. Vào ngày 15 tháng 2, Bệnh viện chợ Giấy Sài Gòn cho biết trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 7 ngày từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, nơi này đã tiếp nhận 1.870 ca cấp cứu. Như vậy, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện hạng đặc biệt thuộc Bộ Y tế tiếp nhận 267 ca cấp cứu. Đáng chú ý thống kê, trong 2 tuần từ 23 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, bệnh viện này tiếp nhận 635 ca tai nạn giao thông, trong đó chỉ 2 trường hợp có dùng rượu bia. So với kỳ nghỉ Tết năm ngoái, số lượng cấp cứu chuyển vào bệnh viện trở dãy không trên lệch quá nhiều kỳ nghỉ Tết năm nay giảm 20 ca. Tuy nhiên, số ca tai nạn giao thông chuyển vào giảm 15.6%, số lượng tai nạn sinh hoạt đánh nhau ngộ độc các loại đều giảm so với cùng thời gian nghỉ Tết trước đó. Ngoài ra, theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 thuộc thành phố Sài Gòn trong 7 ngày nghỉ Tết, giáp thìn, các bác sĩ tiến hành điều trị can thiệp và các bệnh tim mạch cho 147 trường hợp. Trong số đó, 162 bệnh nhân may mắn phục hồi tốt và xuất viện ngay trong Tết. Hiện vẫn còn 195 bệnh nhân đột quỵ đang được điều trị tại nơi đây. Vẫn tin liên quan tới Việt Nam, hôm nay là ngày 15 tây tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết, cũng là ngày đầu tiên mà các công nhân viên tại Việt Nam đi làm sau thời kỳ nghỉ Tết. Nhiều người ở thành phố Hà Nội đang ở trong cảnh dở khóc dở cười vì không tìm được các tiệm ăn để đi ăn trưa. Theo đó, ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, hầu hết các công nhân viên đã quay trở lại làm việc. Trong không khí vui tươi của ngày đầu năm, các nhân viên thường rủ nhau đi ăn, đi uống cà phê vào giờ nghỉ trưa. Điều này khiến cho các nhà hàng, các tiệm ăn gặp phải cảnh quá sức chứa. Theo ghi nhận tại một tiệm phở ở thành phố Hà Nội, các nhân viên thông báo là không còn bánh phở mặc dù mới chỉ có 12 giờ rưỡi trưa. Trong khi đó vào ngày thường thì đây mới là thời điểm mà cửa tiệm này bắt đầu mở ra để đón khách. Một phụ nữ đang làm việc tại quận 2 Bà Trưng cho biết như sau, trong buổi trưa ngày mùng 6 Tết, mặc dù cô đã hẹn trước nhưng cô và 5 đồng nghiệp của cô đi tới 4 tiệm trên phố ăn uống tại Hà Nội nhưng họ vẫn không tìm được chỗ trống để vào ăn trưa. Ngày 15 tháng 2, Ban tổ chức Đường Hoa Nguyễn Huệ Giáp Thìn 2024 cho biết, trong 8 ngày từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan và hàng chục nghìn lượt tại áp. Shishio Go săn hiệu ứng dòng bay được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, cùng sự lan tỏa thông tin tích cực từ cộng đồng mạng xã hội. Theo ước lượng của ban tổ chức đã có khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan đường Hoa Nguyễn Huệ 2024 cập nhật trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Theo ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Sài Gòn Tourist Group, do có các đại sảnh lớn phức tạp, công tác thu dọn đường hoa sẽ được tăng thêm 24 tiếng từ 6 giờ ngày 15 tháng 2 lên thành 6 giờ ngày 16 tháng 2. Sau khi công tác thu dọn hoàn tất, hai lĩnh vực dòng cổng chào đường hoa sẽ được lưu lại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ dự kiến đến hết tháng riêng để tiếp tục phục vụ khách thưởng lãm. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương một nghi can giết chết mẹ ruột của mình ở thành phố Santa Ana ra đầu thú. Nghi can có tên là Richard Towers, 50 tuổi, cư dân của thành phố Santa Ana, mới đây đã bị truy tố về tội giết người và hành hạ người lớn tuổi. Bản án đối với nghi can này có thể tăng nặng vì đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân cao tuổi. Nghi can này bị cáo buộc là giết chết mẹ ruột của mình, đó là bà Shirley Towers, 82 tuổi vào tháng 1 vừa qua. Ngày 15 tây tháng 1, cảnh sát được thông báo tới bệnh viện do có một cụ bà bị nghi là bị hành hạ. Sở cảnh sát của Santa Ana ra thông cáo báo chí cho hay, bà Shirley Towers được đưa vô bệnh viện trong tình trạng bị bất tỉnh. Chân của bà có nhiều vết thương mà cảnh sát cho là bà đã bị hành hạ. Bệnh viện công bố là bà Shirley qua đời hôm 25 tây tháng 1 vừa qua và cảnh sát đã ra lệnh truy nã ông Richard Towers. Cảnh sát cũng nhờ công chúng giúp truy tìm nghi can này. Nghi can này mới đây đã ra đầu thú và đã bị bắt giữ. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai biết tin liên quan tới vụ này thì gọi cho điều tra viên Thomas ở số phone 714 245 8346 hoặc cho cơ quan chống tội ác của quận Cam ở số phone 855 -TIP occs Nam California lại mưa bão đầu tuần sau. Thời tiết Nam California sẽ khô giáo trời lúc mây lúc nắng cuối tuần này với lễ tổng thống vào thứ hai tuần sau 19 tháng 2, rồi thêm 3 ngày mưa, chuyên gia khí tượng dự báo theo nhật báo The Orange County Register cho hay. Theo đó, sẽ có mây nhẹ và thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ cao nhất từ 65 đến 75 độ F. Thứ sáu có lẽ là ngày ấm nhất, nhiệt độ cao nhất là 71 độ F ở Lake Elsinore, San Bernardino và Anaheim. Tới tối chủ nhật, Orange County và Island Empire có thể mưa nhẹ khoảng 1-2 inch. Tới thứ tư tuần sau 21 tháng 2, ở Los Angeles County trời sẽ có mây nhẹ và nhiệt độ cao nhất từ 65-75 đến 75 độ F tới chủ nhật 18 tháng 2, trước đợt bão mới đầu tuần sau. Từ tối thứ bảy tới sáng chủ nhật trời có thể bắt đầu mưa khoảng 1 phần 4 inch, rồi sẽ mưa thêm từ tối chủ nhật tới thứ ba. Vùng núi trên 7.000 phút có thể tuyết rơi vài phút. Từ chủ nhật tới thứ hai, từ chủ nhật tới thứ ba, vùng duyên hải và thung lũng Nam California có thể mưa khoảng 2 đến 5 inch, còn vùng núi có thể mưa tới 8 inch. Theo ông Richard Thompson, chuyên gia cơ quan khí tượng quốc gia cho hay, những nơi này có thể bị lũ lụt nặng nề. Mùa mưa này từ ngày 1 tháng 10 năm ngoái tới nay, trung tâm Los Angeles đã hứng lượng mưa 15.8 inch, nhiều hơn bình thường khoảng 7 inch, còn vùng Burbank mưa 12.75 inch, nhiều hơn bình thường gần 4.8 inch. Ông Thompson đã cho hay như thế. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối liên quan tới những người bán hàng rong tại quận Cam. Với hầu hết những người bán hàng rong đang buôn bán bất hợp pháp ở quận Cam, thì các giới chức địa phương cho biết rằng họ đang mở rộng những cố gắng tuyên truyền để giúp cho những người bán hàng rong này tuân thủ các quy định của pháp luật. Tình trạng bán hàng rong không có giấy phép đang là vấn đề phổ biến tại thành phố Anaheim một người bán hàng rong không có giấy phép cho biết như sau. Trong suốt 3 năm qua, mỗi ngày anh có thể thu được lợi tới 180 Mỹ Kim. Và người này nói rằng tiến trình để có được một giấy phép là điều rất khó và người này không tin rằng ông sẽ có được giấy phép như thế. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất. Tại thành phố Anaheim, không có người bán hàng rong nào hoạt động hợp pháp để giải quyết vấn đề này thì các giới chức địa phương đang gia tăng các chiến dịch tuyên truyền và giáo dục đồng thời mở rộng phạm vi tiếp xúc với những người bán hàng rong để hướng dẫn những người này về phương cách nộp đơn xin giấy phép một cách đúng đắn hơn điều này cũng nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc duy trì sự an toàn cho cả những người bán hàng rong và những người đi bộ bởi vì người bán hàng rong thường chặn lối đi của người đi bộ có thể gây ra sự nguy hiểm Giới hữu trách địa phương cũng đang khuyến khích những người muốn bắt đầu bán hàng rong hãy nộp đơn xin giấy phép hợp pháp thông qua trang web của Cơ quan Y tế Môi trường Quận Cam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannel app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Đức Vượng và Hương Thơ xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày thật an lành. Xin kính chào tạm biệt.